đội tuyển quốc gia Việt Nam đã và đang gặt hái rất nhiều thành công trên mọi đấu trường. Để đảm bảo cho thành công ấy, thì có một số cái tên án ngữ trong khung hình của ông Park. Sau đây là top những cầu thủ trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải, cầu thủ có tâm lý thi đấu và thể hình lý tưởng cho vị trí trung vệ, được giới đồng nghiệp gắn cho cái mác danh xưng là gã đồ tể vì những lần vào bóng rác hơn mức cần thiết. Hải từng khiến cho một cầu thủ phải bỏ sự nghiệp sân cỏ với tình huống chơi bóng thô bạo của mình. Ngoài những tình huống che chắn hợp lý thì Hải còn một thứ vũ khí bí mật khác, đó là những đường truyền dài vượt tuyến cực kỳ chất lượng. Kỹ năng này hoàn toàn phù hợp với một sơ đồ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công nhanh như là 3-4-3. Bạn có biết vì sao David Luiz nổi tiếng là anh chàng ngáo ngơ trong khoảng phòng ngự nhưng vẫn được nhiều câu lạc bộ bỏ tiền ra mua về không? Chính là nhờ kỹ năng tương tự. Một đường chuyền chính xác từ vùng sân nhà có thể định đoạt cả một trận đấu. Đó là lý do mà Hải Quế luôn là ưu tiên hàng đầu của ông Park Hang-seo tại hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm, nếu Bùi Tiến Dũng tốt ở những tình huống ra vào hợp lý và đọc tình huống bóng, thì Văn Lâm lại có sự ổn định và phản xạ cực nhạy bén trong các pha bóng nhanh. Hơn nữa thì Lâm thường xuyên thực hiện những pha bay người cản phá xuất thần mà không nhiều thủ môn quốc nội có thể làm được. Dù không có sự chủ động trong những tình huống ra vào, nhưng với nền tảng huấn luyện trong một chương trình đào tạo chuyên nghiệp, Văn Lâm hiện đang là người gác đền đáng tin cậy và luôn là thủ môn được chọn lựa đầu tiên sau những cái tên như Tuấn Mạnh hay Phạm Văn Cường. Đoàn Văn Hậu, cầu thủ sinh năm 1999 có khả năng chống bán biên cực tốt với cái sẻ chân dài của mình. Ngoài ra, Hậu luôn là đối tượng với mọi đường treo bóng từ những tình huống cố định, với thể hình và kỹ năng chuẩn chỉ cho một cầu thủ có thể thi đấu tại các giải vô địch châu Âu. Lọt top 10 các cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại World Cup U20 tổ chức tại Hàn Quốc. Bao nhiêu đó thôi, cũng đủ cho thấy tầm ảnh hưởng của Hậu là như thế nào. Kết hợp với Trọng Hoàng bên hành lang cánh đối diện, bộ đôi hậu vệ biên kim tiền vệ chạy cánh trong sơ đồ 3-4-3 của ông Park luôn đảm bảo được sự an toàn về mặt phòng ngự cũng như khả năng hỗ trợ mặt tấn công khi dốc bóng ra biên. Trần Đình Trọng có phần tạo nên một khối kim cương vững chắc. Đình Trọng là cầu thủ gần như không thể thiếu của ông Park khi chưa gặp phải chấn thương. Khả năng đọc tình huống tắt bóng hiệu quả giúp cho những lần chặn bóng từ xa của đội tuyển Việt Nam hiệu quả hơn bao giờ hết. Tuy là cầu thủ người châu Á nhưng Trọng được đặt cho cái biệt danh là sát thủ săn tay và là cái tên gần như không thể vượt qua tại V-League. Sự thiếu vắng của Trọng là một tổn thất cực kỳ lớn đối với ông Park. Trọng đang có tình trạng phục hồi là tương đối tốt và dự kiến có thể trở lại cùng các đồng đội vào cuối năm nay, đoàn tụ với Ngọc Hải và Duy Mạnh, hoàn thành mảnh ghép còn thiếu trong bộ ba kim cương từng khoanh đảo vòng chung kết U23 châu Á một thời. Đỗ Hùng Dũng. Nếu Đình Trọng đảm nhiệm vai trò như một trung vệ quét tại tuyến dưới thì Dũng cũng đảm nhiệm vai trò tương tự ở khu vực bên trên. Khi không có Đình Trọng trong đội hình, Park Hang-seo ưu tiên chặn bóng ngay từ khi cơn bão còn chưa được bắt đầu, gồng mình hứng chịu những đợt tấn công dồn dập của đối thủ khi không có một trung vệ có khả năng đọc tình huống và phá bóng kịp thời như Đình Trọng là một điều mà không một đội bóng nào muốn gặp phải. Sự cống hiến thầm lặng của Dũng giúp cho tuyến giữa luôn trong trạng thái an toàn và sẵn sàng cho các đường phản công nhanh lên phía trên, nơi có những tiền đạo sẵn sàng đón bóng và đột kích về phía khung thành đối phương. Nguyễn Quang Hải, đây là cái tên cuối cùng và có thể nói là cái tên quan trọng bậc nhất trong đội hình Việt Nam. Người có thể thay đổi tình thế trong một tình huống khó khăn. Chỉ cần một tình huống lơ là để cho Hải có bóng, sự hiệu quả của các chân trái ngoan nhất lịch sử bóng đá Việt Nam sẵn sàng trừng phạt mọi đối thủ. Hải luôn biết cách làm hài lòng người hâm mộ ở những thời điểm mà họ cần anh nhất. Nguồn cảm hứng cho mặt trận ở tuyến đầu, thường xuyên vực dậy tinh thần đồng đội bằng những pha biểu diễn qua người thuận mắt. Mặc dù có những lúc phong độ không được ổn định, nhưng sự có mặt của Hải trên sân luôn luôn là cái đinh khó chịu mà tất cả mọi đối thủ cần phải dè chừng.